thì đánh chia, hồi thì đánh chia tay nhau, về từ về nơi xa xa, hãy trao cho nhau lời cầu nguyện. Vừa để trao thân ở đâu, không chẳng vừa mai khi xa, mà nghe con tim như đau anh trao. Hồi thì thời gian đã hết, anh vẫn nhìn em bước đi. Nhói đau tim tôi mệt mỏi, mong người giờ đây thắp quan không làm hơi cách ly. Người ơi, người đã quay say em rồi. Bất tận tim thơ con cây, không phải trong tim gió mưa. Người ơi em đã khuất xa yêu trần, lần qua biển nơi đây. Anh ai cố gắng con nhớ vòng này mưa to đớn đông, đường về mình sẽ quên xa. Mình tối đây anh đã biết đâu, cầu mong sao cho em bình yên sống quay về online. Cái cái bông đẹp quá táo rồi trời. Người ta mê cái bông quá. Hãy trao cho nhau lời cầu vui, vừa để trao sức tâm đắc, không chặt bờ vai thiên tha, mà nghe con tim như đang lạnh giá. Hỏi thì thời gian đã hết, dành lòng nhìn em bước đi, nhói đau tim tôi vẫn lo. Mong người xưa đây thắp hoa, thắp được bao nơi cách ly. Người ơi, tôi đã quên xa em rồi. Đường bằng đi kế trong cây, đường bằng trong tim gió mưa. Người ơi em đã bước xa trong trời, mặt có tim nơi đây, mình anh cô đơn buồn bã. Không lẽ mơ có nơi đâu, đường về tình ta quên xa. Thêm cái bạn biết thật là già trắng với bông bụng thì đâm ra nó sẽ lạnh tàn, đúng không? Mà biết chọn đồ mặc nữa thì lúc nào bạn thấy người như vậy lúc nào cũng trẻ mà đẹp hết. Thành ra là thứ bảy ngày mai đây là thánh nữ sẽ tốt hơn nếu mà làm MC cho già quý cái bên này là sẽ nổi. Chủ yếu là vui thôi, không cần đâu. Nghĩ là vui, như thế nào mà có thể hơn đúng không? MC ngày mai là đầy nhất luôn. Bất kể là quanh sáng ngày mai có anh là không biết được tốt hơn có nhận lời hay không. Hồi nãy chưa thấy lên tiếng, thôi thôi thôi, thôi thôi, thôi thôi, thôi thôi, thôi. Alo, mến chào các bạn, có nghe tiếng nói của